Trên thế giới, ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Cuba kêu gọi tự do. EU cũng lên tiếng bình vực người dân Cuba. WHO khuyến cáo các quốc gia giàu không nên đọc vaccine tiêm nhắc, trong khi người dân các nơi khác chưa được tiêm liều nào. WHO cảnh báo chống lại việc pha trộn và kết hợp vaccine. Tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, test nhanh Covid-19 phát hiện khu chế xuất Tân Thuận có 275 ca dương tính. Liên tiếp có ca mắc mới và thêm hai ca tử vong. Đông Tháp giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày mai. Chính phủ đồng ý đàm phán mua vaccine Sputnik V sẽ có 40 triệu liều vaccine Nga được tiêm miễn phí cho người dân. Vấn đề hôm nay, chiến tuyến thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực điều trị. Nghệ An đánh sập đường dây cho vay nặng lại nút bóng doanh nghiệp đến 500 tỷ đồng. quý vị, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trưa của kênh FBNC. Mở đầu ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thưa quý vị, trước làn sóng của người biểu tình dữ dội tại Cuba và hôm qua Tổng thống Joe Biden đã nói trong một tuyên bố là nước Mỹ sẽ sát cánh với người dân Cuba trong lời kêu gọi tự do sau nhiều thập kỷ bị đàn áp và hứa sẽ cứu trợ người Cuba thoát khỏi đại dịch. Ông Biden phát biểu, người dân Cuba đã dũng cảm khẳng định các quyền cơ bản bao gồm quyền biểu tình hòa bình và quyền tự do xác định tương lai của chính mình, những quyền đó phải được tôn trọng. Hoa Kỳ kêu gọi các quan chức chính phủ Cuba lắng nghe người dân và phục vụ nhu cầu của họ vào thời điểm quan trọng này hơn là làm giàu cho bản thân. Hàng nghìn người Cuba đã tràn xuống đường từ Havana cho đến Santiago vào chủ nhật trong một cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại hòn đảo này từ trước đến nay. Ngay trước khi ông Biden đưa ra tuyên bố của mình, Chủ tịch Cuba Dios Cano đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vốn đã được thắt chặt trong những năm gần đây, đã gây ra những tai ương kinh tế như là thiếu thuốc men và mất điện. Theo ông Cano, chính những điều này đã thúc đẩy các cuộc biểu tình bất thường vào cuối tuần qua. Theo sau Mỹ, thì nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell vào hôm qua cũng bên vực người dân Cuba và kêu gọi chính phủ Cuba nên lắng nghe những bức bình của họ về Covid-19 cũng như là tình trạng thiếu lương thực và y tế. Ông Borrell cũng cho biết EU nên sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ethiopia như một cách để thúc đẩy hòa bình và tiếp cận nhân đạo ở khu vực phía bắc của Tigray. Ông Borrell nói trong một cuộc họp báo sau khi các bộ trưởng thảo luận về những cuộc xung đột và khả năng sử dụng biện pháp trừng phạt kinh tế, cấm đi lại và đóng băng tài sản của những cá nhân liên quan. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Hai rằng các nước giàu không nên đặt hàng các mũi vắc tiêm nhắc lại cho những người đã được tiêm chủng, trong khi người dân ở các nước khác vẫn chưa được tiêm liều nào. Tổng giám đốc WHO Teros Gebreyesus cho biết số ca tử vong vì Covid-19 lại gia tăng bởi vì nhiều quốc gia vẫn chưa nhận đủ liều vắc để bảo vệ nhân viên y tế, các lực lượng tuyến đầu và các đối tượng dễ bị tổn thương. Ông Taros cho biết khoảng cách về nguồn cung vaccine COVID-19 trên toàn cầu là rất không đồng đều và không công bằng. Trong khi một số quốc gia đang muốn đặt thêm hàng triệu liều tiêm nhắc lại, thì những nơi khác vẫn đang chờ đợi mòn mỏi. Ông nói các nhà sản xuất vaccine Pfizer và Moderna, thay vì hướng tới việc cung cấp các mũi tiêm nhắc lại ở những quốc gia đã có mức độ tiêm chủng cao, thì họ nên hướng liều lượng của mình vào COVAX. Chương trình chia sẻ vaccine chủ yếu dành cho các nước có thu nhập trung bình thấp. Các nhà khoa học WHO cho biết đến nay vẫn chưa thấy bằng chứng cho thấy việc tiêm phòng nhắc lại là cần thiết cho những người đã tiêm đủ liều vaccine. Do đó, sẽ là một sự xấu hổ nếu các quốc gia sử dụng nguồn cung vaccine quý giá để tiêm nhắc lại, vào thời điểm những người dễ bị tổn thương vẫn đang chết do không có vaccine ở những nơi khác. Cũng liên quan đến vaccine, các nhà khoa học WHO một lần nữa khuyến cáo mọi người không nên trộn và kết hợp vaccine COVID-19 từ các nhà sản xuất khác nhau. WHO gọi đây là một xu hướng nguy hiểm vì có rất ít dữ liệu cho thấy việc này tác động tốt đến sức khỏe. Trong cuộc họp mới nhất, tiến sĩ Somiya Swaminathan đã đưa ra nhận xét của mình và cho rằng hiện chưa có nhiều dữ liệu chứng minh cho việc kết hợp vaccine. Vì vậy, sẽ là một tình huống hỗn loạn ở các quốc gia nếu công dân tự ý quyết định khi nào và sẽ tiêm vaccine gì cho liệu thứ hai, thứ ba, thứ tư các chuyên gia hiện vẫn đang cân nhắc liệu những người đã tiêm vaccine đơn liều của johnson và johnson có nên tiêm nhắc lại vaccine của pfizer hoặc moderna hay không và được cho là có hiệu quả hơn đối với biến thể của delta hay không một trong những người đã tiêm kết hợp đó chính là tiến sĩ Angela Rasmussen, một nhà nghiên cứu tại tổ chức vaccine và bệnh truyền nhiễm của Đại học Saskatchewan, cho biết cô ấy đã tiêm một liều vaccine Pfizer vào tháng 6 sau khi tiêm vaccine Johnson Johnson vào tháng 4. Cô cũng khuyên những người khác đã được tiêm Johnson Johnson, đặc biệt là những người sống ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp nên nói chuyện với bác sĩ về việc làm tương tự. Các nhà khoa học Australia mới đây cho biết họ đã phát triển được một phương pháp kiểm tra lượng đường trong máu cho bệnh nhân tiểu đường bằng cách kiểm tra nồng độ glucose trong nước bọt. Theo Vodasto, giáo sư vật lý tại Đại học Newcastle ở Úc, thử nghiệm mới nhất này hoạt động bằng cách nhúng một loại enzyme phát hiện glucose vào một chất truyền dẫn. Chất truyền dẫn này có trong mực cho nên có thể in ra trên một công cụ thử nghiệm bằng giấy. Ông Dastur cho biết đây là phương pháp thử nghiệm không xâm lấn, thực sự mở ra triển vọng về việc kiểm tra đường huyết không đau, chi phí thấp và cho kết quả tốt hơn cho những người mắc bệnh tiểu đường. Dự án được chính phủ Úc tài trợ 6,3 triệu đô la Úc để thành lập cơ sở sản xuất bộ dụng cụ thử nghiệm nếu các thử nghiệm lâm sàng được thông qua. Ông Dastur cho biết công nghệ này cũng có thể được áp dụng để xét nghiệm COVID-19 và thử nghiệm chất gây dị ứng, hormone và ung thư. Có ít nhất là 44 người đã thiệt mạng và hơn 67 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn có thể là do nổ bình oxy tại một bệnh viện chữa trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Nasiriyah, miền Nam Iraq. Sự việc được xảy ra ngày hôm qua, ngày 12 tháng 7, khi lực lượng cứu hộ ra soát tòa nhà còn bốc khói để tìm kiếm thêm thi thể. Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng cấp cao và ra lệnh đình chỉ và bắt giữ các nhà quản lý y tế và dân phòng ở Nasiriyah đã bị tàn phá bởi chiến tranh và các lệnh trừng phạt. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Iraq đã phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus, khiến cho 17.592 người thiệt mạng và hơn 1,4 triệu người bị nhiễm bệnh. Các nguồn tin cho biết số người chết có thể tăng lên do nhiều bệnh nhân vẫn mất tích. Hai nhân viên y tế nằm trong số những người thiệt mạng. Một tòa nhà cổ bị bỏ hoang ở San Catharines, Ontario, Canada, Trước đây là khách sạn Welland House được xây dựng từ thế kỷ 19 đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 7. Theo truyền thông địa phương, thì Ủy ban Tư vấn Di sản gần đây đã thực hiện các bước để chuyển đổi tòa nhà thành một khu di sản để tránh bị phá dở trong tương lai. Tòa nhà trước đây cũng là nơi ở của sinh viên đã bị sập một phần. Lực lượng cứu hỏa chưa thông báo về bất kỳ trường hợp bị thương nào. Xin cảm ơn quý vị đã dự kênh. Mời quý vị hãy cùng đến với phần tin trong nước với những cập nhật mới nhất về dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết có thêm 466 ca mắc COVID-19 tại 8 địa phương, trong đó có 1 ca bệnh nhập cảnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 365 ca, trong đó 29 ca đang được điều tra dịch tễ. Số ca mới đã nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh lên 15.141 ca. Ngoài ra còn có 1 ca tại Hà Nội và 52 ca khác tại Long An đều là các F1. Tây Ninh có 4 ca là các F1 và 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh, 7 ca ở Phú Yên ghi nhận trong cuộc cách ly. Vĩnh Long có 23 ca, trong đó có 12 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ, còn lại là các F1. Đồng Nai có 9 ca liên quan đến ổ dịch Long Tân. Nhân trạch và Ba Ca đã được điều tra dịch tễ. Cho đến 6 giờ sáng nay thì Việt Nam có tổng cộng là 32.665 ca mắc Covid-19. VNSBC đã đưa tin khu chế xuất Tân Thuận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã được đề xuất tạm dừng hoạt động 29 doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chiều qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện 275 ca mắc Covid-19 qua test nhanh trong khu chế xuất có 40.000 công nhân này. Hiện lực lượng chức năng quận 7 đã thiết lập cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 với khu chế xuất Tân Thuận từ ngày 13 tháng 7. Và từ hôm nay, những doanh nghiệp đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động theo phương thức vừa cách ly vừa sản xuất. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo thì phải thuê địa điểm khách sạn xung quanh và đưa đón công nhân bằng xe khép kín. Thưa quý vị, những hình ảnh ôm ứ chen kín người này được ghi lại trong sáng đầu tuần ngày hôm qua. Và đây là hai trong 12 chốt kiểm soát dịch tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một chút tại cầu Trường Đai Đông Đúc, chút tại đường Nguyễn Kiệm bị ôm ứ, còn lại các chút khác thông thoáng. Thông tin trên được ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cho biết ngay sau khi sự cố ủng ứ xảy ra. Chủ tịch quận này cũng nói thêm, do đầu tuần nên lượng người đổ ra đường không ngờ quá đông. Người từ các địa phương đều đổ dồn vào nên xảy ra ủng ứ khoảng 30 phút với 700 m Ngay sau đó, các lực lượng làm việc tại đây đã linh hoạt thả chốt và lấy lại thông thoáng. Đồng thời, địa phương cũng cho biết là sẽ lưu ý và sẽ giải quyết ngay vấn đề này trong thời gian tới. Còn về tình hình dịch bệnh tại Đồng Tháp thì địa phương có nhiều cá mắc nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tối qua, tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch thông báo có 2 ca Covid-19 tử vong đều ghi nhận ở Đồng Tháp. Theo đó, các ca không qua khỏi là một nữ bệnh nhân 78 tuổi có địa chỉ tại thành phố Sa Đéc và một nữ bệnh nhân khác 63 tuổi có địa chỉ là huyện Châu Thành. Liên tiếp ghi nhận các ca tử vong và các ca mắc mới cho nên bắt đầu từ 0 giờ ngày mai ngày 14 tháng 7, tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh. Tính đến 18 giờ tối qua thì tỉnh này đã ghi nhận 620 ca mắc Covid-19 và hầu hết là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay tỉnh đang nỗ lực dập dịch tại các ổ dịch có liên quan đến bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và ổ dịch mới trong một công ty tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Về tình hình vaccine cứu cánh, kiềm chế dịch bệnh hiện nay, thưa quý vị, hôm qua chính phủ đã có nghị quyết đồng ý về việc giới thiệu tập đoàn TNT đàm phán mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V của Liên bang Nga, được biết là toàn bộ nguồn kinh phí cho tập đoàn TNT huy động không sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước và quỹ vaccine phòng chống COVID-19 tại Việt Nam. Chính phủ cũng khẳng định 40 triệu liều vaccine này sẽ được tổ chức tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân theo quy định. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh chóng lây lan nhanh trong thời gian vừa qua mà phân lớn tỷ lệ dương tính của người về từ thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương là rất cao. Bộ Y tế mới đây đã có hướng dẫn mới điều chỉnh thời gian cách ly với người dân từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến 62 tỉnh thành lên 14 ngày thay vì 7 ngày như quyết định trước đó. Đồng thời người dân phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Trong thời gian cách ly tại nhà, lực lượng y tế sẽ giám sát và thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ bảy và ngày thứ 13. Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 lần này, cả nước một lần nữa dồn toàn lực vào mục tiêu chung là cắt đứt nguồn lây, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân. Trong lúc nhiều người cảm thấy khó chịu bức bối khi ở nhà phòng dịch thì giờ đây, ngay tại các cơ sở y tế tuyến đầu đang phải gông minh hết sức để có thể điều trị cho các bệnh nhân. Tại buổi làm việc với Bộ Y tế hôm qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca F0 liên tục tăng cao đã tạo áp lực rất lớn cho khối điều trị tại thành phố. Và thành phố hiện đã có kịch bản cho 50.000 giường, ước tính trung bình 1.000 giường bệnh cần khoảng 200 nhân lực y tế trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các ca mắc trong một ngày thì số bệnh nhân nặng cần hỗ trợ chuyên sâu cũng sẽ tăng tương ứng thời điểm này thành phố đã huy động tổng lực nguồn lực từ các đơn vị trên địa bàn và đang cần khoảng 1.500 bác sĩ cùng với 5.500 điều dưỡng và kỹ thuật viên để bổ sung cho khối điều trị trước tình hình đó bộ Y tế đã và đang lên các giải pháp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới vừa rồi là những gì mà vấn đề hôm nay muốn đề cập Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới đồng thời kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đẩy lùi dịch bệnh quý vị nha. Xin được chuyển sang thông tin về hàng không. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã thực hiện tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng và đang từng bước thử nghiệm các chính sách mở cửa, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế. Theo đó là từ tháng 7 cho đến tháng 10, năm nay, trên cơ sở an toàn dịch bệnh, Vietnam Airlines mở lại các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Australia, gồm có Sydney và Melbourne. Châu Âu gồm có Frankfurt, Đức, London, Anh. Châu Á gồm có Bangkok, Thái Lan và Tokyo, Nhật Bản. Quý vị thân mến, tín dụng đen hay là cho vay nặng lãi chưa bao giờ ngừng gây ra nỗi ám ảnh cho người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn mọi bề như hiện nay. Vừa qua một đường dây cho vay cắt cổ với quy mô lớn và trải dài khắp 11 huyện, thành phố, thị xã của Nghệ An, 8 điểm ở Hà Tĩnh, ở Con Tâm, Quảng Bình, Nha Trang vừa bị công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Trước đó, qua khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm đối tượng, công an đã bắt giữ 44 đối tượng và nhiều tài liệu có liên quan. Theo điều tra thì với vỏ bọc là doanh nghiệp hay cá nhân, nhóm này cho hàng chục ngàn người trên khắp cả nước vay với lãi suất là từ 3.000 cho đến 8.000 đồng cho 1 triệu một ngày và tổng số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng. Nếu như người vay không trả lại theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, các nhóm đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp người vay theo dự báo, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ cao nhất là 32 đến 36 độ C. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ nên nhiệt cao hơn, có nơi hơn 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Về chỉ số UV cực đại, hôm nay Bắc Bộ đang ở mức nguy cơ gây hại cao. Trung Bộ có nguy cơ gây hại rất cao. Tại các thành phố ở Nam Bộ, chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Thanh Thanh Huy xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian và hẹn gặp lại quý vị vào 12 giờ trưa mai trên kênh FBNC.